Chào mừng các bạn đến với kênh Ốc Tây Ninh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ một vấn đề, đó là ốc núi Tây Ninh ăn gì? Khi nuôi ốc núi thì chúng ta nên cho ăn thức ăn gì? Thật ra thì con ốc núi Tây Ninh này nó cũng dễ cho ăn lắm, nó cũng ăn nhiều thứ lắm. Nói chung là nó ăn tạp luôn á, từ rau củ quả, trái cây chín, là ốc núi nó đều ăn được hết. Nếu như không có những cái đó, những cái trái cây, những rau củ quả thì chúng ta bỏ lá cây vô nó cũng ăn luôn. Lá cây mà lá cây héo héo á, dẻo dẻo lợ là nó khoái ăn lắm. Không thì nó ăn chất mùn bã hữu cơ, nếu mà trong tự nhiên thì nó ăn ba cái chất mùn bã hữu cơ. Nó đang cắn cái lá nó ăn đó. Cắn trái sa kê này. Cắn cái miếng dưa hấu ăn đó. Cắn cái lá cây nè, nó đang cạp đó.